Bạn ơi, ấy mình sẽ kéo bằng 5 con luôn để xem tụi nó lên được level bao nhiêu anh em nha. Truy cập ngay robuxyrẻ.com, website bán Robux rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra chỉ với 10.000 đồng bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 Robux. Cũng chẳng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robuxyrẻ.com để hút Robux cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Amazing. Ok, và hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với tựa game Fire Emperor anh em ơi. Vẫn là cái tựa game gọi là làm mưa làm gió anh em ạ, trên cái tab gọi là popular của Roblox anh em ơi. Đấy, thì anh em có thể thấy rằng là dạo gần đây game đấy nó lên thật sự anh em, lên gọi là lên chóng mặt luôn anh em ơi. Và hiện tại thì mình gọi là farm rất là tích cực và farm rất là nhiệt tình, và mình đã lên được tận level 150 rồi anh em ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo để farm cực kỳ nhanh chóng mà gọi là siêu tốc luôn. Level bao nhiêu anh em cũng áp dụng được anh em ạ, gọi là bứt tốc luôn anh em ơi. Đấy, bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem thử anh em nhé. Let's go nào. Ok, và đầu tiên đến với cái mẹo farm cực kỳ nhanh, cực kỳ siêu tốc của mình đó chính là gì? Thì anh em sẽ lưu ý rằng mẹo này không áp dụng được với bot anh em nhé. Anh em lưu ý khi mà anh em farm những bãi quái thì anh em có thể áp dụng được. Và đây là lỗi của game anh em ơi, và anh em nên áp dụng nhanh trước khi nó fix anh em ạ. Thì đây, lỗi này như thế nào? Đại khái là như thế này, mình sẽ giải thích nôm na cho anh em dễ hiểu. Khi mà anh em đạt được cỡ tầm là 95%, đấy cỡ tầm là gần mắt cái thêm kinh nghiệm với anh em, mà anh em chuẩn bị lên cấp ấy, thì anh em hãy kiếm một cái bãi farm mà càng đông quái càng tốt anh em ạ. Hiện tại thì mình chưa có mắt được, thì mình sẽ gọi là đi nhận nhiệm vụ anh em nhá. Mình sẽ đi nhận nhiệm vụ và mình farm cho gọi là gần mắt luôn anh em ơi, thì lúc đấy anh em sẽ hiểu vì sao mà mình chỉ cho anh em cái cách này. Và đây mình sẽ nhận nhiệm vụ 110 nhá. Rồi, và chúng ta sẽ gọi là chạy qua đây giết những con quái. Và anh em lưu ý rằng cái cách này chỉ áp dụng cho lính nha, ông nào mà áp dụng cho boss thì tôi chịu ấy. Càng đông quái càng tốt anh em ơi. Đây, hiện tại thì mình vẫn chưa áp dụng được. Và cách này cụ thể nó hoạt động như thế nào? Khi mà anh em gần max level, anh em giết quái thì nó sẽ khiến cho anh em lên cùng lúc nhiều level anh em ơi. Anh em lưu ý, mình nhấn mạnh là cùng lúc nhiều level. Hiện tại là mình lúc nãy là mình vừa mới test thử thì nó là mình đang ở 147 và mình làm xong một cái nhiệm vụ mà lên hẳn 150 luôn anh em ơi, là lên tặng 3 level đấy không ạ. Tôi xin nhắn bạn là 3 level lận đấy. Và anh em lưu ý, càng cái thanh kinh nghiệm của anh em càng gần đạt đến cái đến gọi là max ấy, thì anh em càng lên được nhiều level. Đấy. Ok, hiện tại thì anh em thấy là mình gọi là đạt đâu đó là 80% hoặc là 90% của thanh kinh nghiệm rồi anh em thấy không? Đấy. Và bây giờ là lúc chúng ta lợi dụng lỗi bút anh em ơi. Trời ơi, thơm thơm thơm. Và để cho cái lỗi bút này nó giúp cho anh em tăng nhiều level hơn ấy, thì anh em càng làm cho cái số lượng kinh nghiệm của anh em gần cái gọi là vật mắc nhất, maximum nhất, thì anh em sẽ càng được lên nhiều level. Thì mình sẽ giết thêm một con để cho nó lên thêm xíu nữa anh em nhé. Đấy, mình phải giết gọi là ai cho nó lên thêm xíu nữa anh em ạ. À, rồi ok, anh em thấy nó lên được thêm xíu không? Mình gọi là mình tham, hơi tham, mình giết thêm phát nữa đi. Đấy, giết thêm phát nữa. Rồi, anh em thấy mình gọi là gần như là maximum. Và bây giờ thì nhiệm vụ của anh em chỉ việc nhận nhiệm vụ tiếp theo, và anh em giết càng nhiều quái càng tốt. Mình sẽ dụ càng nhiều quái càng tốt lại, nó sẽ lên hẳn một lúc nhiều level cho anh em luôn. Anh em thấy là hiện tại mình level 150 nha. Và chúng ta sẽ cùng xem thử là tí nữa mình sẽ lên level bao nhiêu anh em nha. Bạn ơi, ấy, mình sẽ kéo bằng 5 con luôn để xem thử nó lên được level bao nhiêu anh em nha. Đấy, úi trời ơi anh em ơi, anh em thấy gì không? Level 153 đấy không ạ. Hồi nãy là level 150 mà bây giờ lên tặng 153 các ông ơi. Ôi rồi ôi, 3 level, tặng 3 level không ạ. Quá là ngon cơm ngọt nước luôn. Thế còn chê gì nữa. Anh em thấy không? Một cái mẹo mà cực kỳ ngon cho những anh em nào mà gọi là dân cày đấy anh em. Anh em gọi là cày cuốc không mua game pass thì anh em có thể áp dụng cái cách này của mình, quá là ngon cơm luôn. Lấy một lúc 3 level anh em ạ, xịn xò thế còn gì. Ok,
Và đấy là về cái mẹo farm mà cực kỳ bốc của mình nói cực kỳ nhanh luôn, nhanh một cách thần kỳ anh em ơi. Thì không biết là có anh em nào biết cái mẹo này chưa, và nếu anh em thấy mẹo này hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe anh em nhá. Ok, một cái lỗi của game mà chúng ta đã tận dụng nó để anh em có thể lên được level cực kỳ nhanh chóng anh em ơi. Và ok, bây giờ thì chúng ta đến với phần thứ hai của video, đó chính là quá trình farm, anh em sẽ farm đến như thế nào và farm level bao nhiêu là đổ bãi được. Nhưng mà trước khi đến thì mình nghĩ là mình sẽ cho anh em một số cái code anh em ạ. À. Đấy, mình sẽ cho anh em một cái code mà mình vừa mới kiếm được nữa anh em ơi, quá là ngon, game quá nhiều code. Và code đầu tiên của chúng ta sẽ là gì? Đó sẽ là book reset anh em ạ. À. Book reset sẽ là code đầu tiên và code này sẽ giúp cho anh em reset start free luôn. Ngon chưa? Ok, mình nghĩ là anh em cũng khoan nên nhập vì thật sự là anh em full level rồi các thứ, anh em lên level cao, anh em cần reset thì lúc đấy thì anh em hãy dùng chứ chưa có gì mà dùng thì hơi phí. Ok, và cái code thứ hai của chúng ta sẽ là book XP và cái code này sẽ cho anh em 15 phút x2 kinh nghiệm, quá là ngon luôn. Và nếu mà anh em áp dụng cái này nhá, áp dụng cái x2 kinh nghiệm này với cái mẹo mà mình vừa chỉ bằng nãy thì thôi rồi không ạ. Nó lây một cách vù vù luôn, nó lây một cách gọi thần kỳ luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, nhập lẹ đi. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ hai, đó chính là quá trình farm quái và farm đến level bao nhiêu và cần những thứ gì để anh em farm nhanh hơn và let's go now. Ok, và ở clip trước mình đã chỉ cho anh em đến cái đoạn gọi là anh em mua Blacklist để farm và anh em sẽ farm con boss rồi đúng không anh em? Đấy, thì trong quá trình mà anh em farm cái con boss này ấy, thì anh em sẽ gọi là tiện thể tích tiền luôn và anh em sẽ mua cho mình một cái trái ác quỷ gì đấy khá mạnh anh em nhá. Và lúc đấy thì anh em sẽ dùng cái code mà reset start để anh em có thể reset lại và anh em sẽ nâng hết vào cái điểm gọi là DF giúp mình anh em nhá. Vì DF lúc này nó sẽ mạnh hơn combat rồi anh em ơi. Và lưu ý một số anh em sẽ nghĩ rằng là cái combat cuối đó chính là Superhuman sẽ rất là mạnh, nhưng mà theo như mình đánh giá thì nó cũng hơi phế đấy. Mình có gọi là trải nghiệm cũng như là lấy thông tin từ nhiều anh em thì thấy mọi người bảo rằng là Superhuman nó hơi phế anh em ạ. À. Nên thôi anh em nào mà farm thì anh em có thể mua Blacklist, anh em farm cái con boss Gorilla ở dưới cùng này và sau đấy thì tiện thể anh em tích tiền luôn. Đấy, tích tiền gọi là mua những trái quỷ này. Thì ở trong tựa game này thì mình thấy là trái quỷ nó bán theo server chứ không có bán theo gọi là nó bán theo thời gian giống như ở trong Block Fruit anh em ạ. À. Có nghĩa là ở server này anh em thấy nó không có bán cái trái anh em thích đúng không, anh em đổi server khác kiếm kiếm gọi trái quỷ khác liền. Đấy, anh em thấy này, ở đây thì hiện tại là nó đang bán trái lửa này. Đấy, trái Pika mình mua trái mắt ma, ví dụ như server này không có thì anh em đi qua chuyển server khác kiểu gì nó cũng có anh em ơi. Đấy, đấy là cái điểm mà mình gọi là khá là ngon anh em ơi, mình thấy khá là ngon anh em ạ. Đấy thì anh em sẽ tận dụng cái này để anh em mua trái quỷ mà mình thích anh em nha. Và mình thì mình đã mua trái Pika rồi anh em ơi. Thì sau khi anh em đã mua trái quỷ, nhập code và reset tá, sau đấy anh em sẽ chuyển đến đảo A Long khi anh em đã đạt được level 75 anh em nhé. Có nghĩa rằng là anh em farm con boss này từ 50 tới 75 đấy anh em ạ. Ừ, đừng có gọi là tới 60 mà anh em đã đổi bãi nha, vì thật sự cái bãi farm 60 ở bên A Long nó khó farm vãi nồi con ơi. Nên thôi, farm tới 75 luôn đi con mà. Ừ, đấy. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với đảo A Long nào. Ok, và sau khi mà anh em gọi là farm đến được khỏi level 75 thì anh em có thể qua đây và anh em sẽ nhận được cái nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là nhiệm vụ của con leader và con A Long anh em ơi, là level 75. Đấy, anh em farm đến 85 thì lại giết cái con A Long này. Đấy thì anh em có thể farm được cả bắt đầu từ con leader luôn, bỏ qua được con bandit anh em ạ. À, đừng nên farm bandit làm gì, khó vãi nồi các ông ơi. Và anh em sẽ farm A Long đến tận đâu đó gọi tầm level 110 giúp mình anh em nhá. Vì sao? Bởi vì cái bãi farm ban đầu ở bên sa mạc nó cũng y hệt đảo A Long vậy anh em ạ. À, nó xa nhau và nó khó farm vãi nồi các ông ơi, nó giống như muôn trùng xa cách vậy. Quái mà nó xa nhau vãi đái ra. Kéo mà muốn mệt luôn ấy, đi mà muốn gọi là rụng rời tay chân anh em ơi. Đấy nên thôi, bỏ luôn cái bãi farm đầu tiên ở bên sa mạc đi và chúng ta đến với bãi farm thứ hai bên sa mạc là đạt level 110 đấy anh em ạ. À, sau khi mà anh em đạt được level 110 thì anh em sẽ đến với cái đảo Impel Town, là cái đảo gọi là đảo nhà tù đấy anh em ơi, là khoảng level 130. Thì mình nói thật luôn là cái đảo nhà tù nó khó farm vãi nồi công ạ. À, boss anh em farm là farm boss anh em ơi, mà anh em biết rồi đấy,
boss nó sẽ bỏ lâu vãi nồi, vậy thì chúng ta farm kiểu gì bây giờ? Ấy, vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là anh em farm boss ở bên kia xong anh em bay về lại đây và anh em farm tiếp những cái con quái bên này anh em ơi. Và anh em lưu ý, nhớ áp dụng cái cách mà mình đã chỉ cho anh em ở đầu clip nhá, cách đó áp dụng ở cái đảo sa mạc này cực kỳ ngon luôn. Ấy, trời ơi mình sẽ tự kéo hai bãi lại. Ấy. Trời ơi, và đấy là cách mà mình lên được level khoảng là 153 anh em ơi. Đấy, đây là cách mình lên được level 153 và hiện tại thì mình mới farm tới đây thôi nên mình cũng chưa biết gì để có thể gọi là chỉ anh em tiếp. Nên có gì thì mình sẽ tiếp tục làm những cái clip hướng dẫn cách farm thế này cho anh em luôn và anh em nhớ đón xem nha. Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em thấy gọi là cái cách farm của mình nó hay hay không, nó ok hay không và gọi nó có nhanh hay không thì anh em nhớ comment bên dưới anh em nha. Ok, và bye bye mọi người. Và nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe anh em nha. Và nếu anh em gọi là biết được gì mới ở trong clip hôm nay thì nhớ share cho bạn bè cũng như là cho mình một comment góp ý này, đánh giá này, subscribe các thứ. Ừ, đấy phải gọi là ủng hộ mình nhiệt tình thì mình mới có động lực để làm những clip hấp dẫn thú vị tiếp theo anh em nha. Và ok, bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.